Vâng, em xin chào tất cả các bác ạ. Hôm nay thì hôm nay là ngày 21 tháng 4. Đấy. Bây giờ đã là hơn 8 giờ. 8 giờ mấy phút rồi. Đấy. Số lượng cá hôm nay về 6 thùng. Đấy. Mấy anh em là ăn uống nghỉ ngơi được một tí là về luôn. Đấy. Hả? Trong trước à? Ok. Tổng là 1 2 3 4 5 6 cứ mở ra hết đi. Phanh ra hết đi, rồi là chuyển dần vào đi. Anh đang quay video xem là hôm nay xem là có cá gì về. Chính xác là ngày hôm kia thì số lượng cá tối hôm qua là số lượng cá lên là các loại cá nhỏ. Đó. Hôm nay thì bổ sung thêm 30/4/5 đến rồi, phải bổ sung thêm cho nó đầy đặn hàng hóa. Nha, lần đầu thì em khả năng em sẽ tua nhanh một chút. Hai thùng ở trong kia là mở xong chưa? Xem trong đó có gì trước. Kim sơn vàng, ok. Một đứa phụ ở trong này khôi, phụ chuyển dần vào đi khôi khôi ơi. Ali cỏ đúng không? Rồi, chuyển đi, cái nào cho từ thùng chuyển ra rồi đặt vào các bể đi. Nay cũng muộn rồi nên là thao tác cũng nhanh chóng hơn. Rồi, kia là xanh thì đây là vàng, ok. Đây là màu trắng. Trước thì Ali toàn về chung một túi rồi, đợt này chia màu ra. Ừ, cũng là kim sơn vàng. Chuột to, quá to luôn. Rất rất to nhé. Ok. Ping pong, size này là size nhỉnh nhỉnh nhớ nhỡ thanh thiếu niên. Bình thường hàng về toàn là hàng nhỏ thôi. Để thấp hơn em không cần dơ cao quá mỏi tay ra làm gì đâu. Ping pong rồi ok. Thấp thấp thôi không có mỏi tay. Chuột, cà phê tiếp. Đợt này toàn hàng to nhá các bác nhá. Rồi em nhấc lên xem nó có gì để cho vào. Đây là tài phát rồi. Tài phát có về tài phát nhá. Tài phát nhá. Tài phát này size cỡ khoảng 3-4 ngón tay. Ok, chuyển vào đi. Cho một thùng là cóng găng. Vậy thì đấy, hôm nay về cá là các loại cá có kim sơn, có tài phát nhá. Đúng là la nhỉ? Không biết luôn, lát nữa phải kiểm tra lại. Nếu mà này giống Nana, lát nữa kiểm tra lại cho chính xác, không biết mình không biết là hàng gì về luôn. Đây là gì hả? Bà gì đấy? Bướm. Bướm sao hàng bé vậy? Đằng bé mà lạ lắm nhá. Bướm bình thường màu nó đậm hơn mà. Ừ. Cứ chuyển vào trong đi, nhưng mà đúng là hàng bướm ấy, nhưng mà có thể nó là cái loại gì đấy khác nữa, tên nữa là lạ. Neon đen. Neon đen chuyển vào. Bảy màu. Rồi. Cũng là tỷ bà, giống như tỷ bà bướm kia, lát nữa check tỷ bà bướm gì, hàng không biết tên. Đây là váy tiger màu xanh. Chuyển dần vào đi, chuyển cho các bể luôn. Thì bà bướm, ok. Em hôm nay xin phép là quay nhanh nhá, video quay khá là nhanh. Lát nữa hàng ra thì em sẽ quay một cái video chi tiết hơn. Nó phải chia ra các túi cho nó khỏe. Vì các bác thấy là hàng lên nhiều lúc để dày quá nguy cơ cá nó không được khỏe. Váy đen, ok. Túi đen đấy khả năng là la hán à? Hay là tép? Hay là tép? Cái túi đấy đã bị xịt rồi. Mở luôn ra để kiểm tra luôn là loại gì nhá. Túi nào xịt? Hổ. Hổ này là hổ gì đấy? Hổ bạc à? Hay là khả năng hổ bạc à? Cái đấy nước đục đấy mở luôn. Cái hổ đấy mở ra luôn. Hàng đi máy bay các bác ạ. Ali
mấy con Ali kia đổ chung tất vào chung một bể đi. Mỗi túi là một màu mà. Đấy là kia Hoàng Bảo Yến, ok. Đấy nhá, các bác mấy bác nhắn tin qua Zalo với em là nhà con Hoàng Bảo Yến không? Đang cần gấp mấy con đấy thì hôm nay là chính xác là có. Ui trời đẹp đấy. Ok. Mắc đẹp luôn. Không biết là dòng gì, lát nữa thì check lại xem ở trên giấy tờ nó là loại gì đã. Hết rồi đúng không? Chuyển cái thùng này ra để cho nó gọn. Đấy, hai thùng đã giải phóng vậy, em cũng xin phép là thật nhanh chóng đẩy vào. Loại gì đấy? Thần tiên. Thần tiên ba màu, size loại đại nhá, to nhá. Đấy là hàng to đấy. Cũng là thần tiên đúng không? Thần tiên ba màu đấy. Em ơi, cái bể mà cái túi bị xẹp là một này, nước đục là hai này. Thao tác mở, chuyển ra sớm cho nó khỏe. Ví dụ như hổ vừa rồi ấy, mấy con hổ là anh nhìn thấy nước nó đục. Thần tiên, ok. Ba túi rồi. Thần tiên à? Ok ok, thần tiên. Túi đen các bạn, nên là em cũng không quay lại gần chi tiết. Lát nữa lên bể rồi mình xem chi tiết sau. Vẫn còn một lớp nữa à? Hai lớp à? À, ok. Hai thùng xốp chồng vào nhau. Đấy, em cũng rất là thích thế để đỡ cước các bạn. Đấy là em thích thế, còn người vận chuyển thì người ta thích chia ra nhiều cước để tiền công chở nó cao hơn. Rồi, mấy bịch này to thế. Hay là thần tiên tiếp? Thần tiên đen bây dài à? Size đại nhá, size cũng toàn size to cả nhá. Ba màu vừa nãy cũng là hàng to các bạn. Khả năng mấy túi này đều là thần tiên to hết, đúng không? À, hàng nhỏ à? Thần tiên gì đấy? Ba màu. Chủ yếu là ba màu với lại đen vây dài. Ok, vậy là mấy túi đen này toàn thần tiên rồi, đúng không? Thần tiên đen vây dài. Bởi vì thần tiên thì số lượng mình cũng không còn nhiều cái hàng to, đặc biệt là ba màu. Thành cát Tư Hãn à? Ok, vậy là thành cát Tư Hãn đã có nhá. Bữa trước mấy bác lên được một lô thành cát Tư Hãn thì mấy bác mua chậm thì tiếc quá. Toàn phải chơi tạm mà cá mập à? Mập cảnh. Đấy, có thành cát Tư Hãn được về một lô trước thì bán nhanh quá, hết quá. Lúc cần mua thì lại không mua được. Đấy. Ok, tiếp theo thùng thứ tư rồi. 7 màu à? Ok, em dơ cao quá thành ra anh phải đứng xa xa thì mới nhìn được rõ. Ôi, không cần đâu, em cứ chuyển vào phía trong đi. Mình cũng quay nhanh chóng bởi vì muộn rồi. Chuột guli đúng không? Ok. Túi đen đấy là chọi hay gì đấy? La Hán à? La Hán chuyển luôn vào trong luôn. Đấy nha, lâu rồi em cũng không về La Hán. Mày phải mấy lô rồi đấy. Mấy lô vừa rồi không có La Hán về. Chú ý giúp anh La Hán nhá, anh thấy cái túi nó dò nước ấy. Cũng La Hán tiếp. Ok, đưa xem thử một con xem nào, hàng nhìn như nào nào. Bình thường trước nó đóng túi đen cơ. Và cho có cả những cái đồ nhìn qua túi này nhìn không rõ. Rồi, ok. Hàng này như là hàng châu đấy.
Rồi, mời em La Hán nữa, chuyển vào trong. Cái La Hán chuyển luôn vào mấy các bể nhỏ đi. Rồi, không phải thả, em ngâm vào đã, xong lát nữa thả dần, thả dần. Đấy, đóng đi xa nên là đóng rất là cẩn thận đấy các bác nhé. Đều phải bài chẳng nhất nên tránh sâu lệch. Mình cũng phải rút kinh nghiệm đấy, tại vì mình đây gửi đi các nơi đi về tỉnh, mình cũng nhiều khi mình đóng hơi sơ sài, không có sự gia cố rằng các kiện với nhau, toàn đè nhau thôi. Còn khi mà người ta vận chuyển, người ta quăng quật rơi thứ là nó ấy, không an toàn. Đây rồi, ngân long. Hàng này là hàng size chỉ khoảng 15 đến 18 phân thôi. Đấy, hàng mini này, đợt này quá nhiều người hỏi luôn, bởi vì nó hết lâu rồi. Lâu quá, hết lâu quá rồi, hôm nay mới có. Đấy các bác nhá, cá rồng thì nó có rất là nhiều, nhiều dòng, nhiều giống. Các bác liên hệ nhắn tin cho em hỏi là có cá rồng không anh? Nhà mình có loại, mình hỏi là vâng có cá rồng thì em có, không biết anh quan tâm loại nào. Thì người ta bảo là chứ nhà anh có loại nào, thực tế thì em không có nhiều loại lắm. Thì ngân long này, kim long này, huyết long này, mỗi dòng thì nó lại có riêng. Ví dụ như ngân long này thì có ngân long thường, ngân long albino. Thì đây là dòng ngân long thường dành cho các bác mới chơi hoặc là chơi lâu rồi nhưng mà không muốn đầu tư quá nhiều thời gian công sức để chăm, thì ta chơi dòng ngân long cho nó nhẹ nhàng các bác nhá, ăn khỏe, nuôi khỏe, dễ sống mà nó giá thành của nó lại rẻ nữa, chỉ cỡ trăm mấy đến dưới 300.000 một con đã có một con khá là đẹp rồi, nhỉnh nhỉnh rồi. Hàng này em chưa báo giá nhưng mà giá cũ theo những cái size này thì là hàng bao nhiêu? Khoảng khoảng tầm 250-280. Khoảng đấy, là dưới 300.000 chọn một con thật ưng ý, đẹp nhất đấy, về chơi. Mà nó đẹp chứ, ngân long không phải là xấu mà rất là đẹp. Ngân xa, ok, đấy. Làm con ngân long đôi ngân xa. Đây là cái bể nó trông khá sang rồi. Alo ạ. Dạ. Rồi, túi ngân xa thứ hai. Em phải tạm dừng tí cho bạn nghe điện thoại cho thoải mái. Thấy không? Đang lên video. Tai tượng à? À đây rồi. Size to, tai tượng châu Phi, size cũng phải 4 ngón. Đấy, rồi, hàng to đấy. Từ trước về toàn bé thôi, nhiều bé cũng bán chạy. Tai tượng tiếp đúng không? Rồi, cũng là size cỡ khoảng 4 ngón. Hàng màu đỏ đen đấy bác nhá. Hình như trắng chưa nhìn đâu. Mập trắng. Ok. Mập trắng. Thành cát từ Hán. Tức là ý em đang nói là hai loại, hôm nay là có về thành cát từ Hán và cá mập trắng. Mập trắng tiếp à? Rồi, ok. Đấy, bổ sung gấp một số loại cá săn mồi. Không biết là trong thùng này hôm nay là có về cá két không? Két thì các bác hỏi nhiều quá nhưng mà hàng đấy thông cảm. Giờ phong tỏa rồi cấm biên rồi các thứ có về được đâu. Một số loại cây như là bu xếp đấy, các thứ rong thứ có về được đâu. À rong thì có rồi, giấy các loại thì chưa có nhá. Đấy cũng hai thùng chồng với nhau. Cá gì? Trắng ấy. Thành cá từ Hán à? Ừ, vừa nãy kiện kia rồi thì chắc chắn là về cũng cùng lô. Em ơi, chuyển tất vào các bể vội nhá, đừng thả ra vội cái nào mà nước đục này, xịt. Nó bị xẹp mất túi ấy, thì mình mới mở ra. Còn nếu không thì cứ chuyển vào các bể trước. Ok. Rồi. Tại vì em mới có mấy bể to mà nên là thành cát từ Hán mới mập về thoải mái, tha hồ chỗ để. Thành
Thành Cát Thứ Hãn tiếp đúng không? Hàng size này là size to đấy các bác nhá. Size to đẹp nhá. Thành Cát tiếp. Ok, thùng vậy thùng này thì toàn đến Thành Cát Thứ Hãn đây. 2 kiện. 3 kiện, 4 kiện. Kiện cuối cùng. Rồi, kiện cuối cùng. Này là cá chả cá gì đây? Cá này cá to. Dự đoán xem là có két không? Này cũng là hai thùng chồng lên nhau đấy. Đây là view cửa hàng các bác nhá. Tối rồi, muộn rồi. Em dắt xe vào nên là hơi chật. Xịt à? Chuyển gấp đi. Ngân Long à hay là gì đấy? Thần Tiên. Thần Tiên à? Dạ. Ừ. Hóa ơi, cái này bị xẹp túi rồi này. Đổ ra xô gấp. Cũng Thần Tiên à? Ok. Ba vạch đại. Ok. Thế thì không có rồi. Khả năng có rất thấp. Thần Tiên nhá. Vậy là hôm nay em về rất là nhiều các loại Thần Tiên các bạn. Từ ba màu, ba vạch đen vây dài. Tại vì cơ bản là các loại to nhỏ, size to nhỏ nó đã chia ra là bao nhiêu loại rồi. Còn ở cửa hàng thì hiện tại đang có thêm là Thần Tiên coi, Thần Tiên trắng, Thần Tiên mana. Còn đấy không nhỉ? Không biết là còn đầu vàng không nhỉ? Thần Tiên coi thì có rồi, Thần Tiên đầu vàng biết còn không. Tóm lại là em có rất nhiều loại. Đấy các bác đóng hàng gửi đi sang thế nhá, người ta là gia cố chẳng các bịch lại với nhau rất là an toàn. Chai đá cho nó mát. Đây Thần Tiên trắng. Thần Tiên trắng. Mana. Mana bạch đầu. Ok, nhìn giống ấy lắm. Anh tưởng là cái mana nó giống ba vạch chứ. Trắng như đâu? Trên lưng nó vây vàng vàng. À thế à. Ok. Chuyên gia về cá khác mình đi vắng suốt, ít khi ở nhà nên một số loại mình không nắm chính xác được. Từ từ tìm hiểu sẽ ra thôi, đúng không? Trắng hay là mana? Ok. Lát nữa cho vào bể là lên đèn là nó sẽ thấy rõ ngay. Nhìn qua túi nó vẫn còn nước nó đục với lại túi nó mà mờ. Ừ. Cũng vậy à? Ok, chuyển vào. Và còn bịch cuối cùng. Không có két đâu rồi. Ba vạch. Không có két. Đấy, hôm nay em về một số loại 7 màu có ít thôi. Đấy, nổi bật là có chuột cà phê rất là to. Hôm nay về một số loại cá săn mồi như là Thành Cát Tứ Hãn, như là mập, như là ngân long, đặc biệt là ngân long các bác nhá. Ngân long các bác hỏi quá nhiều và em hôm nay mới chính thức gọi là đang có ngân long. Đấy. Khách ở tỉnh cũng nhắn tin, em sẽ ship theo nhà xe. Tức là có xe khách về thì em gửi được, còn không có xe thì em cũng không biết làm thế nào cả. Với các bác xem nếu có người thân người quen mà đi qua ghé qua như nào đấy thì em lấy sau, chứ nếu như không có xe khách thì đúng là em không ship được. Ok. Và có về tai tượng, có về tài phát, hồng két thì vẫn chưa có. Đấy, về cơ bản là như thế. Em đấy, bóc thùng ra thì nó như thế nào đây, hiện tại nó như thế. Bây giờ lát nữa thì cho ra bể xong thì em sẽ quay chi tiết các bác nhá. Đây, để xem sau khi đã cho cơ bản hết ra ngoài bể rồi thì có gì. Này ấn tượng quá, về một số loại trọi đẹp quá. Con này màu nhìn đẹp thật sự luôn. Có tí ánh đèn vào nhìn đẹp quá. Con màu vàng xanh, xanh vàng. Đấy, các bác nào
mà gần ghé qua xem chọn thì tuyệt vời luôn. Vàng đen, vàng xanh, mấy cái màu này hơi lạ này. Xanh đỏ. Màu này màu đen, điểm một chút trắng. Nhìn đẹp chưa? Nhìn là sang sang chưa? Điểm vàng vàng chứ không phải đấy, đấy, nhìn này. Đó, nhìn thấy chưa? Nhìn thấy đen trong điểm vàng vàng chưa? Nhìn thật như sự là nhìn một con cá nhìn nó đó. Nó rất là đẹp luôn. Đây, con này là vàng cũng xanh đen à, xanh vàng. Nhìn qua một lớp túi tự dưng là nhìn nó hơi xấu, nhưng thực tế là nếu mà để quan sát kỹ là đẹp lắm. Đấy. Đẹp chưa? Đuôi vây đẹp tuyệt vời. Đây rất nhiều nhá. Đấy vừa nãy về này. Quá nhiều, quá đẹp luôn. Cá chọi. Bên này có rất nhiều chọi thường. Đây Ngân Long về đây các nhá. Vừa nãy video thả ra quên không làm video chi tiết hơn. Bây giờ chỉ dừng là cho trong bể rồi quay giờ không nhìn thấy gì. Quay giờ thấy gì đâu nhỉ? Đấy, có gì đâu. Rồi, nói chung là đẹp đấy. Vừa nãy có chiêm qua thì khá đẹp. Thành cá tứ hãn này. Cá đĩa nhá, vẫn cá đĩa, em vẫn có cá đĩa cho các bác nhá. Thành các thứ hãn nhiều quá, phải chia ra làm hai bể. Ông quên ông thả cái bể kia ông thả. Ờ, phải thả ra bể kia mới chuẩn. Đây là mana à, tứ? Mana đúng không? Ờ, nhưng mà nó đổ cả nước cũ hay sao mà nhìn bẩn thế. Thấy nước đục đục thì đừng thả nhá. Nước đục là phải cho ra xô nhá. Thả nhanh là không ổn đâu. Dark blue các bác nhá. Kiếm coi. Kiếm coi. Xong kiếm. Đây Ali đang thả này, Ali đang thả này. Các loại màu. Xanh, cam, vàng, trắng. Nhiều màu. Vàng, trắng, xanh, cam. Cam. Xanh đấy là xanh nước biển. Đẹp mà. Hàng này là to, đẹp, khỏe. Ali thì móc khỏe luôn. Nói chung là nhìn ổn. Đây ba vạch á, em lại thả ở bể này. Thả hơi ấy, hơi vội. Phải cả bể này nữa đúng không? Hơi vội. Để nước đục quá, ngày mai nước nó trong hơn thì đẹp hơn. Bây giờ thả đổ cả nước ấy vào. Trân châu. Ngân Long thiếu một con à? Một số vẫn chưa thả hết ra các bạn. Nhưng mà xem qua thì điểm tên là được đúng không? Tinh vông, sai nhỡ, sai nhỏ đều có đây. Ram chùa đây này. Ơi, cho thả về đấy à? Chưa thả. Ừ. To lắm. Hàng. To đùng luôn. Bảy màu Tiger này. Đẹp chưa? Bảy màu coi đỏ. Ngựa dạ quang. Có bao nhiêu thùng đây nhỉ? 6 thùng. Ờ.
Một số bể vẫn chưa thả ra, ví dụ đây là rồng đỏ này, bể màu rồng đỏ mới có về nhé. Chưa thả ra đâu. Ngựa tím vẫn còn. Đây là Blue Topaz. Nhìn hấp dẫn chưa, quyến rũ chưa? Nhìn dòng đuôi nó này. Dòng tím. Đây các bác đang xem là em đang dùng những cái đèn rất là rẻ tiền nhá. Mà đã nhìn thấy nó rất là đẹp rồi. Thả rồng. Neon xanh, neon vua còn vài con. Neon vua còn vài con. Con này cỡ được khoảng 2-30 con. Còn neon xanh bên dưới thì còn nhiều, 200-300 con. Neon đen nó đã thả vào đây. Trong này có cả bút chì và neon đen nhá, nhìn dễ bị lẫn quá. Nhưng mà neon đen lô này to nhỉ. Hàng to quá. Ừ. To đẹp. Ok. Đấy. Đang thả nốt các loại để chạy ra. Đây là ba màu này. Ba màu đang thả cả bể kia nữa này. Ngân xa này, thả ngân xa bể này cả. Hết rồi à? Em đổ thêm nước vào đi, cho nó nhiều nước lên. Xong rồi múc ra. Đổ nhiều nước vào, đổ nhiều vào xô vào để cho nó loãng cái nước ở cái xô này ra đã rồi múc vào. Đây là tam giác vàng nha các bác nha. Các bác hỏi tam giác thì nhà em có đây ạ, dòng tam giác vàng. Phượng hoàng lam trống. HB Red, 7 màu đấy. Bên kia dòng tím, mà bên này cũng có một ít nữa là dòng tím này. Đây, mập trắng này về thả đây này. Đây, một số con hơi yếu đang nằm ở dưới này. Lát nữa phải tăng thêm sủi cho bẻ lên để cấp cứu nó lên. Đây và kim sơn vàng tài phát thả ở bể này này. Có cả kim sơn thái các bác nhá. Đấy, một số kim sơn thái dòng nhỏ xài cỡ khoảng 2 ngón đến 3 ngón tay. Và đây là La Hán. À, La Hán đây. Còn La Hán nó lồng vẻ đây. Hàng siêu đẹp nhá. Yếu cực kỳ to nhá. Ok, con này rất là sung nhá.